Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã quý 2 để sơ kết đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Đặc biệt là quán triệt triển khai các nội dung thi hành luật thủ đô đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 của vừa qua. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong kết quả chung của thành phố, có sự đóng góp của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục lan tỏa hoạt động của các cơ quan dân cử tới các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, khi luật thủ đô có hiệu lực, số lượng đại biểu chuyên trách tăng sẽ là điều kiện quan trọng để Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động hiệu quả hơn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, để triển khai luật thủ đô, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ rà soát các nhiệm vụ theo thẩm quyền để đề xuất Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn. Về phía thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề, ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện luật. Vì thế, các sở ngành cần tham mưu các nội dung được phân cấp, ủy quyền đảm bảo chất lượng, các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai công việc, Mặt trận Tổ quốc cung cấp có kế hoạch tổng thể liên quan đến phản biện xã hội.